tác của hôm nay ngày ngày 28 tháng 4, tức là chuẩn bị 3 tháng 4, thì thầy được Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tặng cho, Bộ Công an tặng cho thầy một bộ tách. Trên bộ tách nè có cái chữ logo của Bộ Công an, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đúng không? Dạ. Đó, để chúng ta thấy nè, trong cái bộ tách nó có 6 cái dĩa và 6 cái tách, thì trong bộ tách nó cũng để là sao? Công an nhân dân Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đó. Đẹp quá thầy. Chúng ta trong bộ tách có 6 cái tách. Thì 6 cái bộ tách chúng ta thấy thì rất là tuyệt vời và đẹp. Thầy cảm ơn Bộ Công an. Xây cũng Bộ Công an cũng tặng cho một cái viết, thì chúng ta trong cái viết này cũng có logo. Đây, thầy chúng ta sẽ mở cái viết ra. Đây, cái viết rất là đẹp. Có cái chữ, có logo. Thấy không? Đẹp quá. Cực kỳ đẹp. Bây giờ thầy tặng được 6 cây, nhưng mà giờ thầy khoe còn này là của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước là của ai? Của ông nào? Thì mùa xưa là ông Thủ tướng Nguyễn Văn Phúc, hiện giờ ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước. Rồi chúng ta sẽ mở nắp ra là một cây viết. Sẽ có cái chữ và có một cái logo. Thấy không? Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng. Tặng. Rồi chúng đây cái này là của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư là ai? Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng, thì chúng ta sẽ mở cái viết ra. Đây. Có tên đây. Rồi cái logo đầu đây nè, để lấy ra đây cái logo đây. Thấy không? Nó viết có logo rất kỳ đẹp. Đó, chúng ta thấy không? Đó. Rồi chúng ta sẽ, đây là Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội kỳ này là ai? Vương Đình Huệ. Đúng rồi, rồi ta mở ra. Đây có Chủ tịch nước Vương Đình Huệ đây đó. Có logo. Cái viết rất kỳ đẹp. Chúng ta thấy nè. Mỗi cái viết thấy không? Có một cái logo cực kỳ đẹp, có nắp nè, cái nắp logo của Quốc Huy nè, không? Một cái thì trong ngồi bằng đồng hết, nhưng mà làm bằng đen đẹp. Đây đây, tên Chủ tịch Quốc hội đây. Thấy không? Đúng, chúng ta thấy đẹp không? Đó. Đẹp chữ quá ký này. Bằng đồng hết là rất là nặng. Nặng lắm hả thầy? Đúng là nặng lắm. Đẹp thấy ghê không? Thấy không? Logo kỳ đẹp. Mấy cái quà này là giá lắm đó thầy. Công an. Đây. Đây rồi Kim bên tặng cho thầy thêm là Cộng sản Việt Nam, đây là sổ tay. Sổ tay trong tay Đảng Cộng sản. Thì trong đây tặng cho thầy mỗi thứ 5 cuốn. Thì trong đây có thứ nhất là có ảnh Bác Hồ. Kế tiếp là có những hai bài hát. Một bài hát là gì? Tiếng quân ca. Một bài hát là quốc tế ca. Thì đây là bảo vệ quyền hạn của đảng viên. Đây là cái sổ sổ tay đảng viên. Chúng ta sổ viên. Còn bên đây chúng ta sẽ gì? Đây có cái sổ của Bộ Công an là sổ kế hoạch công tác tuần. Đó, đây. Và có một cái cuốn sổ là công an nhân dân nữa, màu đỏ, đẹp lắm, bự mà thầy cắt trong. Chúng ta sẽ qua bộ tách của Bộ Quốc phòng đây. Đây cái bộ tách của Bộ Quốc phòng đây. Chúng ta thấy không? Bộ tách của Bộ Quốc phòng cũng có đặc trưng, chúng ta thấy không? Có 6 cái dĩa và một cái 7 cái dĩa. Thì trong đó 6 cái dĩa uống nước và một cái dĩa lớn. Đây chúng ta thấy không? Có chữ của quân đội nhân dân. Là Bộ Quốc phòng này của Bộ Quốc phòng. Thì ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thầy được hai bộ tách, một bộ tách của Bộ Công an và một bộ tách của Bộ Quốc phòng tặng, và 10 cuốn sổ, sổ một cuốn sổ Bộ Công an, một cuốn sổ đảng viên, và 6 cây viết. Trong đó một cây viết của Thủ tướng Chính phủ, một cây viết của Chủ tịch Quốc hội, một cây viết của Chủ tịch nước, một cây viết của Bộ Công an, một cây viết của Bộ của Phó Thủ tướng Chính phủ. Thì trong 6 cây viết này để khi có một cái là chính phủ cũ ngày xưa là ông Nguyễn Xuân Phúc, một cái là chính phủ mới là ông Đình Chính. Thì hôm nay chúng ta đã nhận được những cái quà của từ Trung ương Đảng. Thì những cái
quy hiệu, tuy thấy đơn giản nhưng mà có thể là nhắc nhở lúc nào cũng trung thành với đảng, với nước, với dân, lúc nào cũng đoàn kết để xây dựng một cái đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam. Thì chúng ta thấy thì những cái bộ tách thì đơn giản nhưng mà để trên bàn có thể chúng ta tiếp khách lúc nào cũng thấy những cái logo, những cái hình ảnh của đảng nhà nước. Thì chúng ta những cái bộ tách ngày xưa thì chúng ta cũng như ngày xưa thì đầu tiên hồi đây là ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm chủ tịch nước, thì bộ tách này của chủ tịch nước. Thì bộ tách này cũng chúng ta thấy không cực kỳ đẹp. Thì cái logo mỗi cái bộ tách mỗi kỳ khác nhau. Đây bộ tách này chủ tịch nước, đây có 6 cái dĩa và đây là đó, thấy không? Rất cực kỳ đẹp. À, chúng ta thấy được đó. Rồi đây là bộ tách của Thủ tướng Chính phủ. Là mỗi cái bộ cách có một cái logo khác nhau. À có cái logo khác nhau thấy không? Rất cực kỳ đẹp. Đây có cái logo đây, thấy không? Mỗi cái bộ tách có một cái vẻ đẹp riêng. Thì đây cái đây bộ tách của Thủ tướng, nó nhỏ gọn và cái logo đây. Logo này là kêu bằng Google Quốc Quy. À Quốc Quy là logo đó. À, nên đây là cái chữ để tưởng nha mấy người chúng ta khi đến những cái cơ quan và những người làm lãnh đạo thì năm được những phần quà vào nhà Quốc hội, vào văn phòng Chính phủ, vào văn phòng Chủ tịch nước được tặng những phần quà này. Theo chúng ta đóng góp hàng năm, ví dụ từ 10 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ để đóng góp vì Trường Sa, Hoàng Sa ở đất nước Việt Nam. Thì chúng ta yêu nước thì giờ chúng ta ủng hộ hàng năm những chương trình vì Trường Sa, bảo vệ các cái tỉnh biên giới, thì được Thủ tướng Chính phủ được khen ngợi và tặng cho ta những phần quà như bộ tách, viết bóp mực, rồi những cái sổ, rồi chúng ta được tặng những cái huân chương, những cái huy chương, những cái bằng khen được đảng và nhà nước. Như chẳng hạn như thầy cũng được ông đây là cái này là chúng ta thấy không, là một cái giấy mà thầy tháo ra, đây là của hồi đó ông Nguyễn Xuân Phúc còn làm Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng ta thấy ở trong có một cái giấy rất là đơn giản mà đẹp, là thư cảm ơn của Thủ tướng Chính phủ. Rồi Đại đức Xuân Phúc cũng được được mời được cái bằng khen của đây là Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam và Tổng cục Chính trị Việt Nam và Hội truyền thông số Việt Nam. Đây là ban chỉ đạo công trình ký ức người lính. Thì ngài cái người lính đó thầy cũng được cái bằng tri ân Đại đức Hạnh Phúc chùa Hồng Pháp Trung ương đã tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt ký ức người lính để tặng quà và xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ và có người có công. Đây là thầy được cái bằng khen là được ông tiến sĩ Lê Doãn Hợp là nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Rồi kế tiếp thì vừa tới rồi thầy cũng tặng được cái bằng khen của Hội Di sản Văn hóa. Mình được là hội được cái bằng khen là Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, bằng khen Đại đức Phúc trụ trì chùa Pháp Trung ương ở xã Tân Phong, Trung Nguyên Chi đã đóng góp tích cực vào hoạt động và bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Trụ. Đây đó, chúng ta được những phần thưởng của từ Trung ương Đảng và Nhà nước và Chính phủ nhiều. Đó, thì chúng ta thấy là được những phần quà như thế. Thì chúng ta thấy thì cái những phần quà này thì Tết thì chúng ta được những phần quà nè. Đây là cái túi sách để bị vào. Đây là của Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi một lần làm Thủ tướng. Hiện giờ đây nè, cái bộ cũng có cái hộp, nãy giờ quên giới thiệu, chúng ta cũng có cái hộp, cái hộp, cái hộp đàng hoàng mà chúng ta không thấy đây. Trong cái bộ tách có cái bộ hộp như thế này. Đây, bộ hộp để tách rất là đẹp phải không? Để tặng quà đẹp cho quá quà, ha. Mấy món quà này có giá trị lắm nha thầy. Đúng rồi, không ai muốn mà có. Trong đây mỗi phần quà nó có cái hộp ở trong để tách đã cực kỳ đẹp. Chúng ta khi mở ra đây, đây đó thấy không? Đó, khi bỏ tách vô lấy ra đẹp cực kỳ đẹp không? Đây là bờ của Bộ Quốc phòng. Đây, Bộ Công an đây. Chúng ta Bộ Công an đây nè. Vì nước quên thân vì dân phục vụ. Bộ tách rất cực kỳ đẹp và cái giá trị rất là quý giá. Nên chúng ta phải quý trọng, trân trọng những gì Đảng, Nhà nước và được những bộ tách để trên bàn khi chúng ta tiếp khách rất là đẹp.
thấy không? Những bồ tát chúng ta để cảm thấy rất là đẹp, và những cây viết chúng ta thấy không, nhiều khi chữ ký chữ viết gì cũng được thấy không? Một cây viết của tổng bí thư thấy không, đẹp không? Một cái viết của bộ công an đúng không? Đó, một cái viết của chủ tịch quốc hội nè, rồi một cái viết của Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước nè, thấy không? Đó, chúng ta thấy không, rất là cực kỳ đẹp. Đó, chúng ta thấy không, quá quà luôn, những cái quà tuyệt vời, quà đẹp. Đó, chúng ta phải biết cái quà có giá trị cỡ nào. Chúng ta ai có duyên lắm thì mai mốt mà bất cứ chữ ký nào lại thầy này có hộp kêu đã nè. Đó, thấy không nè, làm hộp chắc lắm một đó, thấy không, chúng ta thấy không, đó, đóng vô có kim châm hít, thấy không, này gắn vô rồi, đó, kêu đã không, giống như đánh pháo rồi, thấy không, đó, được cái viết chúng ta được đó, thầy, chúc mừng thầy luôn, quá đẹp, quá đẹp, đợi chút nữa thầy phe cái cuốn sổ của bộ ngoan đẹp lắm, dạ, trong đây để thầy lấy cho con, thầy cắt cái này rồi lấy rồi. Cho bạn bè công an học chung thầy. Đây là cuốn sổ của Bộ Công an năm 2021 thầy được tặng. Trước Tết nó có cái chương trình những cái bằng khen của vì người nghèo, vài ngày đại biểu quốc hội cũng như ngày cái lễ lớn thì vì người nghèo, chung tay góp sức vì người nghèo của Ban Tôn giáo với Mặt trận Trung ương thì được tặng được 10 cuốn sổ của mang thầy tặng, còn có 2 cuốn thầy để dành sử dụng, thì trong đó có bản đồ Việt Nam và bản đồ thế giới công an, thì trong đây nói chúng ta xin ra anh chút thì chúng ta thấy nè, thứ nhất trong cuốn sổ bộ công an gồm có tư cách người công an có trách nhiệm là đối với tự mình phải cần kiện liêm chính, đối với đồng bào phải sự phải có cái hăng ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải gì, phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân thì phải như thế nào, kính trọng lễ phép, đối với công dân công việc phải gì, tận tụy, đối với địch thì phải sao, cương quyết và khôn khéo. Thì trong đây có những cái hay lời 5 điều của danh dự công an nhân dân phải làm gì, thì nói lên những cái câu văn để giúp đỡ cho chúng ta hiểu biết được. Thì trong đây có những cái ngày lễ để chúng ta biết là cái vật quý giá. Rồi thầy vừa rồi cũng được bộ kế hoạch đầu tư, thầy cũng đã hoàn thành trong cái khóa tháp bồi dưỡng tại quỹ ban quận quỹ quận 3 đào tạo chương trình tại số địa chỉ của bồi dưỡng chính trị tại cái lớp bồi dưỡng chính trị quận 3. Thì đây này có bộ hoạch đầu tư, thầy đã học xong hoàn thành đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp, đã hoàn thành cái giấy chứng nhận bồi dưỡng chính trị. Thì sau đây thầy sẽ được đây vừa Tết cũng là được chủ tịch mặt trận, đây là ủy viên trung ương mặt trận tổ quốc, ban thường trực, thầy có đóng góp trong cái vì người nghèo nên thầy cũng được cái bằng khen là của ban thường trực gọi là hầu A Lên. Đây là sau đây là hồi xưa chưa Tết thầy đã có cái ngày 20 tháng 10 có chương trình vì người nghèo, cũng tặng cho thầy cái thư cảm ơn của mặt trận trung ương tổ quốc Việt Nam ở đây.